Này này, trước khi vào với clip ngày hôm nay nhá, cho mình hỏi các bạn đã đăng ký kênh mới của mình chưa? Chưa đăng ký đúng không? Kéo ngay xuống phần mô tả, đăng ký cho mình cái. Ok luôn, ok. Nắng đã có mũ, mưa đã có ô, thiếu kim cương đã có shop gbtv.com. Đến với chúng tôi các bạn sẽ có giảm giá 70% vòng quay, nổ hũ kim cương lên đến 80% và giá acc thì siêu rẻ siêu khủng. Anh em hãy đến ngay với shop gbtv.com nha. Đối đầu với Hero Team là cái MV mà cô Ngân hát mà đối đầu với Shimmy đấy. Wow. Ok mọi người, reaction yo. Đừng có cà khỉ, em phải nhận biết là đi. Hello 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 hello, xin chào tất cả. À quên, chào nãy rồi, khổ vãi lòng. Ok bây giờ chúng ta sẽ đến với màn reaction đại chiến rap Hero Team Extreme Free Fire. Và sao con mũi mèo Simmy với cô Ngân được lên hình vậy? Trời ơi, chưa? Chưa bao nhiêu, ký tự ký đủ. Đúng rồi, chỉ có hai người này là điểm nhấn. Đấy, bây giờ anh em muốn xem điểm nhấn như nào đúng không? Yo, reaction, không nói nhiều. Phải coi từ đầu chứ. Đẳng cấp. Ôi dồi ôi. Cái gì mà mờ mờ ảo ảo thế nhỉ? Ê, tớ phùi. Nghe nhạc đã quá anh em. Yeah, ở đây thằng nào là căng nhất? Thử ra đây rõ ràng đứng trước mắt tao. Gắt không anh em? Kiểu giờ ở đây thằng nào là căng nhất? Thử ra đây rõ ràng đứng trước mắt tao. Nhưng mà ví dụ ra đường mà được hát câu này là nó yeah, ở đây mày là thằng căng nhất thì bây giờ tao đấm mày gãy răng đấy. Không, anh thích đeo thế cho nó phong cách, cho nó kiểu đẹp trai funny, ok không? Ok. Anh thích thế, mình thích thế mà đúng không anh em? Màu. Mình thích thế. Trình độ thế nào tao cần tất, ngoài cô Ngân ra thì đứa nào dám gắt gao? Không, cái này là mình nói điêu ấy, chứ bình thường mà ra ngoài đường mà dám gắt gao là nó đấm một phát là phải quay hàm. Nói chung mình nhát gắt gao lắm, nhưng ủa mà đụng vào mình đi là mình anh sẽ cho. Anh giang hồ à? Không, anh là giang háng chứ anh không thể sao. Tớ là. Yeah, ông này nhìn càng đây solo có nhận không? Hỏi thêm câu này không biết có giận không? Nhìn Phong như chạy thẳng không biết có thật không, nhưng nghe đến Phong Cận đã thấy có phận không. Mình với Phong Cận đứng với nhau anh em. Anh em mình sẽ tiết lộ cho anh em một biết cái là Phong Cận nó nhìn to gấp đôi mình. Anh em hiểu không? Mình với Phong hai anh em đứng với nhau và mình cảm giác là mình là em nó, mà giống cái cảm giác là đậu xanh nó bóp mình phát mình chết luôn ấy. Anh em hiểu không? Mình khổ lắm. Ai bảo ăn uống thì không chịu ăn. Đâu, cái đấy là do vợ không nuôi đòi, giỏi chứ. Lại chơi văn cuồng như mấy thằng anti ngông. Giờ cô ngân khóc ròng vì khi cao bạn hát gao hồng. Khi reaction thì gao khen Phong đẹp trai thì nghĩ. À, tiết lộ cho anh em biết một điều là lyric này là Phong Cận tự viết nha anh em. Đừng tại là em liệu thằng Phong chính là ai? Là youtuber hay streamer cứ ghé tới để xem Phong Cận đây lập nên đế chế mới. Rika khi đến đây cũng phải sợ tay gới. Phong Cận đỉnh cao thế sao cả kỳ với tới. Kìa Phong đã không muốn hiện lên thầy Phong. Anh Rikaki, anh Rikaki thì hát đỉnh rồi. Thủ giám các hiệu luyện viên cẩn thận có ba đi là phải đem hiền viện luôn. À, riêng về kiến thức cần gì phải thi ai nhờ. Tôi là Hokage của làng Free Fire. Zero à, không chào anh sao cứ ngước mắt. Em muốn tươi cười hay là vẽ bức tranh từ nước mắt. Có thấy cái gì hay không? Vẽ bức tranh từ nước mắt tức là cái bài hát nói chung là người thôi nghe tiếp đi. Ông nếu tên tôi chỉ phí gác uy à. Ông tưởng tôi sợ không đi ra thi à. Thế thì ông còn non lắm rí cơ ký nhạc. Nếu như không tự tin thì ông lên đây gọi cả thầy ông lên đi. Hay thầy ông chưa thì đã sợ tôi bắn nên mới đi ông lên. Thầy cô ngừng phải kinh hãi khi nhìn hãi hữu bất tài. Vì râu dùng tay bắt hổ khi cho vô ngừng cũng quay phải ô thất bại.
mình rất là nể mấy mấy người bạn ở bên Hero Team của mình, tức là bởi vì là sau cái MV rap này thì mình mới kết bạn với họ, nhưng mà mình rất là nể họ bởi vì ấy, hầu như tất cả các bạn nam của Hero Team đều viết lại toàn bộ lyric của mình, tức là không viết, không nghe, không hát theo lời của nhạc sĩ. Đỉnh vãi lồng đèn luôn anh em ạ. Tức là họ sửa lại cái lyric, tức là lúc đầu nhạc sĩ họ sẽ đưa cho họ một cái khác và sau đó họ sửa lại. Họ hát đỉnh vãi lồng tất. Đỉnh vãi lồng. Đừng có cà khỉ ông phải. Đây rồi. Đôi giày vợ tôi đây rồi. Ok. Đây, nó là đôi giày. À nhầm, nó là đây rồi. Ok, nghe nha anh em. Lúc đấy thì Siro nó đổi thành sorry. Trời này biết cho đi nhưng cho đi khẩu nghiệp là nghiệp quần nặng đấy. Yo. Vợ tôi là đỉnh nhất. Go. Yo. Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Ngay năm nay cuối ngay cái mùa giải này của rap Việt tôi phải đăng ký cho vợ tôi đi thi rap Việt. Xuất sắc. Hả? Tự nhiên em bảo anh đứng dậy đi ra ngoài. Tự nhiên em đuổi anh. Đây là reaction của anh. Em là khách mời. Thôi đi thi thôi. Không ăn hộ chị em C ra. Nói chị hẹn em 5 đối với hẹn em 3. Và những cái anti lộn bên chê ta. Ngày mai mình thuốc lên ô cho em ghê nha. Bởi vì ta luôn nỗ lực vươn tới đỉnh cao. Khi ăn châu rồi tốc độ ngày càng ảo kinh. Khả năng cực chiến thì chả ai dám bảo khinh. Dung thêm và bảo sinh phải ngăn hà thảo linh. Nói về Simi một tí nhá. Thì ok mọi người, thì Simi với cô Ngân gặp một câu chuyện khá là giống nhau. Thì cả hai người đều bị cộng đồng mạng nói là rap dở gì đấy. Thật ra ấy, mình hay chọc vợ mình vậy thôi chứ mình cũng thương bà lắm. Đó, suốt ngày bị người ta kêu là rap dở mà công nhận bà hát thì không có hay. Nhưng mà cơ bản là cũng được mà, đúng không anh em? Cơ bản là vợ tôi hát cũng được mà. Với lại đối với tôi hay là được rồi, còn các ông có nghĩ là hay hay không hay thì tôi cũng chẳng quan tâm. Thì cũng giống như Simi, miễn sao Hero Team cảm thấy hay là được rồi, những người bạn bên cạnh cậu ấy cảm thấy hay là được rồi, còn những người khác anti fan thì cũng không ai quan tâm đâu. Thế cho nên là mấy thằng anti fan thì tốt nhất là cấp mẹ mồm, bởi vì cơ bản là cũng chả ai quan tâm mấy ông nói cái gì đâu. Ok, nói chung là cơ bản là mình nghĩ là mỗi người một cái tài, và đây là streamer rap. Anh em nên thấy là ở đây là streamer hát rap để phục vụ những người yêu mến họ, chứ không phải là streamer đi hát rap kiểu đi thi rap Việt rồi phải gọi là đỉnh của đỉnh. Ok chưa? Đấy, nói chung là mình chỉ muốn nói vậy thôi. Còn cơ bản là Simi thì mình cảm thấy là bài này hát hay hơn bài trước. Nói chung là có sự cố gắng ở trong đây. Thì mình thấy ai cũng vậy thôi, hàng ngày họ đều cố gắng để vượt qua những cái mà cộng đồng mạng phải nói tới họ. Đấy, cơ bản thế thôi. Nghe tiếp nha mọi người. Cảm ơn chị mèo Simi. Chị cũng xinh đẹp mà không cần nghèo Simi. Em thì luôn là vua về nhìn nên solo chắc thua cả kèo Timi. Đây con Linh là con bạn khá là thân với mình ấy mọi người. Mình thề với anh em luôn, từ lúc mình quen nó đến bây giờ mình chưa bao giờ thấy nó được hạng nhất. Vãi lồng đè lắm, nó đi thi không bao giờ hạng nhất. À bây giờ lại kiểu khiêm tốn mà ấy. Timi. Em bây giờ thì chị thêm thốn mà ấy. Nhưng nếu chị thắng thì không phải hoàn toàn may, vì chị đã dương súng thì chị hết sức cả toàn tay. Chị em cứ đòi bình đẳng giới, giờ nay em không nhường nữ để lập nên bình đẳng mới. Nếu cứ đi thẳng tay thì kiểu như chặn cây, nên không nhiễm các cây ron để cho bình đẳng giới. Ôi giời, khẩu khí càng nói lại càng ngông, sao súng ra trận xem thằng nào là đàn ông. Quăng một quả lụ có thằng bị tích len mây, sao vào Việt Nam mà ta lại giết toàn tay. Caro thay ca mùi cho chúng nó lên tủ đấy, đám streamer dám so với game thủ ấy. Hàng ngày mày xua đến quên ăn quên ngủ ấy, thằng team hero phải chờ buổi đêm ngủ ấy. Trong game on top là team gaming u, đăng lên YouTube là lên trending u. Mỗi lần so tài đều happy ending u, dù là đấu game hay là đội streaming u. Toàn là người mới mà chép pro. Kỹ năng như là bản demo. Sai rồi. Đúng rồi. Đúng mà. Trên đội như thế buộc lại quê cô, thì đâu sẽ thấy form đẹp. Anh em nhìn. Nếu như buộc phải bye bye, phải chọn một trong hai cô Ngân. Tớ hát hay quá.
Đây đây đây, mình sẽ tua cho anh em coi cái khúc này. Anh em nhìn đi. Một bên thì đúng là to con luôn, một bên thì đúng như là kiểu bé con. Đúng giống kiểu là đi thi mà cảm giác giống như kiểu là người ta bóp mình chết lúc nào cũng được. Anh em nhìn thề luôn, không hiểu tại sao mà hai đứa này nó nhỏ tuổi hơn bọn mình mà sao nó to thế, không biết nó ăn cái gì. Không biết nó ăn cái gì. Mình cũng cố, nhiều lúc mình chạy lại mình hỏi Phong, Phong ơi Phong, em ăn cái gì mà em to thế, nhưng mà nó bảo là nó ăn cơm thì mình lại không tin. Chắc là nó ăn cái gì này. Chứ mình cũng ăn cơm mà sao mình không to. Và Free Fire đâu là phải ghép tốt, tao cứ chọn cả hai tháng nào em tao chọn, dù đó có là ai thì cũng bị headshot. Các ông có gì hero cũng có thôi, yêu chứ gì hero cũng có đôi. Sammy và bóng cực đứng ở đây đó thôi, các mập sắc thủ đây thì nuốt xem có trôi á. Đèn tao đầy bằng chứng minh mày có gan đi, khi tao còn ở đây đứa nào dám động tới Sammy. Nếu mày không ngoan đi honey bị an nguy, mày chẳng hề oan chi xứng đáng tới mã nang truy. Đồ phẩm hay đúng là suy nghĩ của mấy thằng trẻ cô gái vào là hứng đơ cứng ra vẻ ngon. Bọn tao còn bọn cùng em bót vui thế giới bát tay hơi đầu và với mấy thằng đẻ non. Leader hero đâu đứng trong hang à, tính là việc thì chắc trình độ cũng ngang gà. Đã cầm gặp phải cấu một quả chắc to à, giá solo không hay lệ trước mắt còn đang nhỏ. Gấu to gấu khỏe để tao lấy mật, gấu thì lao xuống mấy cặp vịt. Mr. Vịt là leader của hero team. Thề luôn cậu này viết cậu ông vịt nói chung là mình cũng chơi với vịt thì vịt rap, nói chung viết rap thì quá đỉnh. Anh em nghe khúc này là biết cái trình độ viết rap của vịt tới mức nào. Cứ công an à, tính là vịt thì chắc trình độ cũng ngang gà. Đã cầm gặp phải gấu một quả chắc to ngà. Mình nể cái khoản này của vịt vãi nùi luôn. Gấu khỏe để tôi lấy mật, gấu thì lao xuống mấy cặp vịt chia sâu thấy tật. Gấu bán như là lệ rơi chỉ luôn về với giọng thật. Giải thế giới của gấu đi thi trở thành giải thế giới động vật. Cơ mưu túc trí vì bằng khắc dấu, âm hồn bất tán gọi tiền bác gấu. Bao streamer đều phải biết nghe thấy tên là phải khiếp. Hêu tim tao một mãi mãi lời nguyện truyền kiếp ha. Nói chung là cứ mỗi lần mà nghe tới ông vịt rap là mình rùng mình, bởi vì quá hay anh em ạ. Ok, thì nói chung là chắc là clip reaction của bọn mình đến đây là kết thúc rồi. Nói chung là trong đây thì chắc là màn đối đầu đỉnh nhất là của cô Ngân với Simi rồi. Nó gọi là quá đỉnh rồi, bởi vì là ở đâu trang báo nào cũng thấy hiện rồi. Ok, chắc là mình sẽ dừng clip reaction tại đây và hẹn gặp các bạn ở những clip reaction tiếp theo. Bye bye mọi người nha, bye bye. Yeah, let me in, yeah.